Ngày nắng đẹp rạng người tại khu rừng nhỏ, có một chú sóc tên là Sơn đang vui vẻ nhảy nhót trên các cành cây, thu thập hạt dẻ để lấy đủ thức ăn cho mùa đông. Sơn luôn sống một cuộc sống hạnh phúc và thú vị ở khu rừng này, nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt hơn bao giờ hết. Sơn đã hẹn gặp một nhóm bạn gồm các loài động vật khác nhau để khám phá khu rừng. Jenny, một chú bướm sáng màu với đôi cánh xinh đẹp. Peter, một chú sói tinh nghịch và thông minh. Lisa, một chú chuột dũng cảm với tài năng thám hiểm. Cả bốn bạn cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình xuyên qua khu rừng. Họ khám phá những con suối, thác nước và thậm chí là một hang động bí ẩn. Trong hành trình, họ gặp rất nhiều loài động vật khác nhau và được nghe kể về những câu chuyện thú vị về khu rừng này. Khi mặt trời đã lặn và ngày dần trở nên tối, họ quyết định làm một buổi trại lửa nhỏ để nấu ăn và kể chuyện. Sơn mang ra những hạt dẻ mà anh đã thu thập trong ngày và cùng bạn bè thưởng thức. Cuối cùng, sau khi buổi tối kết thúc và lửa đã tắt, bốn người bạn quyết định quay trở về tổ ấm của mình trong khu rừng nhỏ. Họ biết rằng ngày mai sẽ là một ngày mới, đầy tiềm năng để khám phá thêm nhiều điều thú vị hơn.